Namaste, rất vui được chào đón quý vị quay trở lại với kênh Yoga Thí và tiếp tục với bài 3 trong chuỗi 3 bài tập dành cho người đang bị chợt đốt sống lưng hay cập đốt sống lưng. Thì bài 1, bài 2 với những tư thế nhẹ nhàng theo trình tự, thì bài 3 này với những tư thế hơi nặng hơn. Nhưng không sao, vì quý vị đã tập xong từ bài 1 đến bài 2 thì quý vị sẽ tập theo bài 3 này dễ dàng hơn. Còn nếu quý vị nào mà chưa tập bài 1 với bài 2 mà đi thẳng vô bài 3 này thì sẽ rất là đau, sẽ không tập theo nổi. Nhớ cô bác anh chị hãy trở lại tập bắt đầu từ bài 1 và bài 2 và hãy đến bài 3 này. Và trong lúc thực hành, nếu có câu hỏi nào thì hãy để lại dưới comment cho Thí. Bây giờ Thí mời cô bác anh chị hãy bắt đầu vào bài tập cùng với Thí nha. Rồi, bài tập này thì với những tư thế nó sẽ hơi nặng hơn so với hai bài đầu đó, nhưng không sao cô bác anh chị, lúc này thì cơ thể mình có thể tập theo bài này được rồi. Rồi bắt đầu nè, cuộn cái lưng mình, vai cổ gặp cái lưng cuộn, sau đó thẳng cái lưng lên, thẳng lưng vươn hết cơ thể mình tới phía trước, mở nhẹ nè. Đó, nhớ là đẩy cái hông tới phía trước nha. Nếu cô bác anh chị không có đẩy cái hông tới phía trước đó, thì cái lưng mình nó sẽ bị đau thêm đó. Nhớ là đẩy cái hông tới phía trước và hóp cái bụng lại đó. Và thở ra nhẹ nhàng, chậm rãi ngồi xuống, cuộn cái lưng, cuộn kéo cái lưng mình ra phía sau đi, rút bụng cuốn ra phía sau, lên lại, mở, thở hết hơi ra, xuống nè, cuộn lưng, vai cổ thoải mái, lên, mở, xuống, cuộn lưng, lên, mở, xuống, cuộn lưng, hai lần nữa, lên, mở, xuống, cuộn lưng. Rồi lần này mình lên mình mở, mình giữ lại luôn, lên mở giữ ra đây, nghiêng cơ thể sang phải sang trái nè, cái hông bụng mình đẩy tới phía trước, rướn hết tới phía trước nhưng hóp cái cơ bụng lại. Rồi mình ngửa ra sau và mình nghiêng cơ thể sang phải sang trái, 5 4 3, nhớ hóp cái cơ bụng lại, 2 1, và chậm rãi nhẹ nhàng cuộn cái lưng mình lại, rút bụng giữ ra đây, 5 4 3 2 1, và chậm rãi nhẹ nhàng chống lên. Rồi đi thật là chậm, cô bác anh chị đi thật là chậm nha, co rút cái gối sát vào bụng, đặt cái mũi chân vào, rút làm sao mà cho cái gối, cái càm mình nó chạm được cái đầu gối này, mình đập cái chân, mũi chân vào để rút nè. Đó, cái gối mình á, cái đùi sát vào bụng, cái gối chạm được càm, sau đó duỗi cái chân thẳng ra, nâng cao lên, duỗi thẳng cái chân mình ra, ngước càm nè, tiếp tục co rút lên, đặt cái mũi chân sát vào trong, nhón cái chân lên, rút cái càm, đầu gối chạm vào càm, hóp bụng nó lên, duỗi thẳng cái chân ra, nâng lên, co cuộn, hóp bụng, duỗi, nâng lên, co cuộn, đặt mũi chân vô, rút bụng, duỗi, nâng lên, co cuộn, duỗi, nâng lên. Rồi lần này giữ lại luôn, co
cuộn giữ lại đây, đặt cái mũi chân vô, nhón cái chân lên, rút bụng. Rồi ép cho bụng sát vào đùi, càm chạm đầu gối, giữ thở sâu. 5 4 3 2 1. Sau đó duỗi nè, duỗi thẳng cái chân ra, rút bụng. Rồi giữ lại đây, mũi chân duỗi thẳng, giữ. 5 4 3 2 1. Sau đó mở cái chân phải sang bên phải, giữ lại đây. Đưa hơi vào, thở ra, đi thật chậm nha. Hạ nè, hai cái tay mình tới phía trước. Rồi hạ cái ngực xuống, ép cho cái bụng mình xuống. Nhớ là giữ, đừng có đẩy cái mông ra phía sau. Ép nè, giữ lại đây. 5 Rút bụng lại. 4 3 2 1 Và chậm rãi nhẹ nhàng lên lại. Vẫn tiếp tục cái tư thế này, chân phải mở. Mình di chuyển cái tay trái mình á, đi qua bên phải nè, chống cái tay phải tới phía trước, đặt cái bả vai trái xuống, mở người nè, giữ nha. Bắt đầu mở cái tay phải, giữ ra đây, rút bụng. 5 4 Thở sâu. 3 2 1 Chậm rãi nhẹ nhàng lên lại. Co gối, mông ngồi về gót chân, chán chạm thảm, thở hết hơi ra. Hít vào một hơi thật sâu, thở ra thật chậm. Hít vào một hơi thật sâu, thở ra thật chậm. Sau đó chậm rãi lên lại. Bây giờ mình đổi chân trái nè, xoay lại. Đi thật chậm, kiểm tra tay chân mình thoải mái. Bắt đầu co rút nè, rút cái chân trái sát vào trong, chim. Nhón cái mũi chân lên, bụng sát vào đùi. Duỗi thẳng cái chân ra, nâng lên. Nhớ là duỗi thẳng chân, rút bụng. Thở ra, co, gài chân vô, hót bụng. Lên, duỗi thẳng chân, ngước cằm, rút bụng. Rút cái cơ bụng mình lại để bảo vệ cái lưng của mình đó. Vì mình duỗi ra cái lưng mình không khỏe là không giữ được. Co rút, hót. Hít vào lên, duỗi. Co, rút hót. Lên, duỗi. Co, rút hót. Lên, duỗi. Đi chậm, cảm nhận cái chỗ đau, cảm nhận cái lưng đau mình nó đang phục hồi, nó đang khỏe dần nè. Đó, mình tập nè, duỗi nè. Khi mình duỗi, mình co, mình sử dụng cái vùng cơ ngay chỗ cái lưng đau của mình rất là nhiều nè. Nó làm khỏe cái lưng mình rất là nhanh luôn. Co, hót bụng, duỗi thẳng, ngước cằm, nâng cao. Cố gắng thêm 3 lần nữa. Co, rút bụng, duỗi. Co, rút bụng, hót, duỗi. Co, rút bụng, hót và giữ lại đây. 5 4 Xắp cái vai mình cao lên, bụng hót, mũi chân nhón cao lên, rút bụng lại. 3 2 1 Sau đó duỗi thẳng chân,
mắt nhìn tới phía trước, rút bụng giữ lại đây, nằm sắp cái vai lên, mắt nhìn lên, 4 3 2 1, mở cái chân phải đó nha, rồi thở sâu đi, đưa hơi vào thở ra, mở cái chân trái ngang chứ, xin lỗi, rồi giữ y cái khung chân, hai tay mình đi ra phía trước một chút, rồi bắt đầu ép nè, tư thế này hơi khó đó, mình ép tập vừa nha, thấy tư thế nào khó quá bỏ qua, trong lúc mình chưa tập được hết các tư thế thì bỏ qua những cái tư thế khó, rồi giữ ra đây nè, 5 4, rút bụng, 3 2 1, sau đó chậm rãi lên lại nè, thở sâu, tiếp tục di chuyển hết hai cái tay mình sang bên trái đó. Đặt cái tay trái lên trên nè, lòn cái tay phải qua bên trái, đặt cái bả vai phải xuống, xuống sàn bên trái, sau đó mở cái vai trái nè, mở, xoắn cái vai, mắt nhìn lên, rồi giữ lại đây, 5 4 3 2 1, và chậm rãi nhẹ nhàng lên lại. Mong mình ngồi về gót chân, chán chạm xuống thảm, thở chậm, hít vào, thở ra thật chậm, hít vào, thở ra thật chậm, hít vào, thở ra, rồi chậm rãi nè, chống hai chân lên, hai chân mình mở rộng ra bằng mấy thảm, bắt đầu nè, nhón cái mũi chân lên một chút xíu, ép người mình xuống, thả lỏng hạ gót chân, nhón cái chân lên thẳng nha, khi mình nhón cái chân cái mình rũ người mình xuống nè, thả lỏng, nhón cái mũi chân lên, rũ người xuống, nhón chân, thả lỏng, hai lần nữa, nhón chân lên cao, rũ người xuống, thả lỏng, lần này giữ lại, nhón chân, rũ cơ thể xuống để nó kéo giãn cái lưng mình ra nè, giữ lâu, 5, nhón càng cao càng tốt, 4, vai tay rũ ra, đốt sống lưng mình nó rũ dài ra, 3 2 1, lúc này hạ gót chân xuống, tay này nắm lấy tay kia, rồi bắt đầu nè, nghiêng chùm gối phải, chùm gối trái, bắt đầu nghiêng cơ thể mình nè, kéo nè sang phải nè, hóp bụng sang trái, sang phải, nhớ coi chừng bị chóng mặt nha, sang trái, rồi rũ hết cơ thể mình xuống, mở rộng hai cái chân mình ra thêm nữa, mở rộng ra tối đa, ép làm sao cho đầu mình lọt vào giữa hai chân, tốt hơn nữa thì hai tay chống ra phía sau, nhớ là giữ chân mình thẳng nha, và cái lưng thẳng, rồi giữ ở đây, cái lưng mình thẳng, cái đầu mình nó rũ xuống nè, nhớ là thẳng cái lưng, 5, mình đang kéo cái vùng lưng của mình ra nè, 4 3 2 1, chậm rãi nhẹ nhàng lên lại, lúc này co gối lại, mông ngồi về gót chân, chán chạm thảm, thở hết hơi ra, và tiếp tục mình chườm người tới phía trước, co cái chân phải nè, ngước cằm đi thật chậm nha, co cái gối phải, ngước cằm, trả về, mông ngồi về gót chân, chườm tới phía trước, co cái gối trái lên, nhấn vùng thắt lưng, ngước cằm, trả về, ba lần mỗi bên nữa, chân phải co, ngước cằm, nhấn cái bụng nè, hông đùi nè, trả về,
giãn lên mình ra. Hít vào lên, co gối trái, nhấn vùng hông nước cào, mềm cái thắt lưng ra, trả về. Thở sâu, lên, co gối phải, nhấn hông đùi, khớp hông đùi xuống, rướn càm lên, tì hông đùi sát xuống thẳng, càm rướn lên, trả về. Hít lên, bên trái, trả về. Hít lên, bên phải, cảm nhận, trả về. Hít lên, bên trái, ngước càm, ấn hồng, rướn càm mở vai, trả về. Lần này mình lên bên phải, mình giữ lại, lên, co gối phải, rướn càm, nhích cơ thể sang phải sang trái, ấn hông đùi sát xuống, rồi giữ lâu, rút bụng, 5 4 3 2 1, chậm rãi trả về. Thở hết hơi ra, cuộn cái vùng thắt lưng mình xuống nè, thấy không? Rồi bên trái cũng vậy luôn, lên, co gối trái, ấn hông đùi xuống, rướn càm, giữ lâu, 5 4 3 2 1, sau đó chậm rãi trả về. Thở hết hơi ra, đưa hơi vào, thở hết hơi ra. Và chậm rãi nằm xuống thảm luôn. Nằm ngửa nè. Thả lỏng cơ thể của mình ra ở đây. Hít thở chậm. Bắt đầu chống cái chân trái lên, đá cái chân phải cao, kéo nhẹ cái chân phải lên, nhấc cái mông lên luôn, thở ra hạ xuống. 5 lần đá cái chân phải lên, thở ra hạ xuống. Lần thứ 3, chân phải đá lên, thở ra hạ xuống. Lần thứ 4, chân phải đá lên, thở ra hạ xuống. Lần thứ 5, chân phải đá lên rồi, kéo đi, kéo cho bụng mình sát xuống đùi, giữ lại đây, 5 4 3 2 1. Tiếp tục kéo chân, nhưng lúc này mình sẽ nhấc cơ thể của mình lên đó, cố gắng giữ chân thẳng, nhấc cái cơ thể lên cho cái bụng nó ép sát cái đùi, nó kéo hết cái vùng lưng đau của mình ra, giãn ra, giữ lại đây, 5. À, kéo chân nhiều hơn, kéo chân xuống nhiều hơn là nhấc cơ thể, 4 3 2 1. Và chậm rãi nhẹ nhàng đưa hơi vào, thở ra hạ xuống, duỗi chân lắc lắc cho mềm chân đi. Sau đó tiếp tục chống chân phải lên, đá chân trái lên 5 lần, lên, kéo nè, nhấc nhẹ cái mông lên, kéo căng chân, thở ra hạ xuống, lên, kéo, thở ra hạ. Lần 3, lên, kéo, thở ra hạ. Lần thứ 4, lên, kéo, thở ra hạ. Lần này giữ lại luôn, lên, rồi giữ lại đây luôn, 5 4, hóp bụng lại, 3 2 1. Kéo chân nhấc đầu lên, cố gắng kéo, dùng lực tay kéo chân nhiều, nhấc đầu lên, chân chạm trán, giữ, 5
4 3 2 1 chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, duỗi thẳng tay chân ra, đưa hơi vào thở ra. Hai tay mình đan lại sau gáy, co rút hai cái chân lên, co rút 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 cuộn chân lên, cuộn nhẹ cơ thể của mình lên như thế này và co lại chậm rãi duỗi thẳng ra, hóp bụng, co nè, rút lên, cuộn, làm sao nhấc cái mông mình lên được như thế này và thở ra hạ xuống, để nhấc cái lưng, nhấc cái mông lên được là phải hóp cái bụng lại vì cái lưng mình nó đang đau, vào tư thế này nó rất là đau, lưu ý. Đó, nó rất là đau, lên tới gì là nó tác động đến lưng nhiều lắm rồi nè. Không rút bụng lại là không thể nào nhấc cái mông lên được như thế này, không có kéo giãn cái vùng lưng ra được như thế này. Đó, mình phải rút cái bụng lại, thở ra hạ ba lần nữa lên nè, rút cái bụng, thở ra hạ hai lần nữa lên, rút cái bụng, thở ra hạ, lần này lên giữ lại luôn, lên rút bụng giữ ra đây, nằm 4 3 2 1 rồi chậm rãi co gối lại giữ ra đây, ép cho cơ đùi mình sát vào bụng, rồi 5 lần nhấc lên, hai cái tay ôm lấy cơ đùi, ép cơ đùi sát vào bụng, nhấc lên càng chạm gối, nhớ là nhấc cho cơ thể mình càng cao càng tốt, đùi thì ép sát bụng, rút bụng, thở ra hạ xuống, lên nhấc lên ép, thở ra hạ xuống, lên hóp bụng, thở ra hạ xuống, lên hóp bụng, thở ra hạ, lần này lên giữ lại luôn, lên rút giữ là đây, 5 4 3 2 1 chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, duỗi chân ra, đưa hơi vào thở ra. Rồi lúc này tay chân mình kéo giãn ra, cũng hóp bụng luôn, co gối phải ép sang bên trái, rút bụng, xoắn đi, duỗi hai cái tay ra trả về, co gối trái xoắn sang phải, rút bụng trả về, co gối phải xoắn sang trái, trả về, co gối trái xoắn sang phải, trả về, co gối phải xoắn sang trái, giữ lâu tùy độ xoắn của cơ thể xoắn nữa nè. Rút gối cao lên, ép cho gối sát xuống sàn, mở cái tay phải qua kia, bụng hót lại, ép hết cái hông sang bên trái thôi, giữ cái vai lại, 5 4 3 2 1 và chậm rãi trả về. Đổi bên nè, co rút lên, ép nè, đó, giữ cái vai lại, ép, rút gối cao lên, xoắn qua bên kia, giữ lại, 5 4 3 2 1 trả về, đưa hơi vào thở ra, lắc 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 tay chân mềm mại nè, gập cái mũi chân lên, kéo giãn cơ thể, rút bụng, giữ ra đây, 5 4 3 2 1 sau đó thả lỏng, xoay vòng tròn tay chân, hít thở chậm đi, xoay vòng tròn cổ chân, lắc 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 tay chân, hơi thở chậm đều, thoải mái nhẹ nhàng và chậm rãi. Thí xây lại nè,
Đây là cái tư thế khi mình nằm xuống ngồi dậy, giảm áp lực cho lưng đau và đặc biệt dành cho các cô bác lớn tuổi huyết áp không ổn định. Thì mỗi khi chúng ta, trước khi chúng ta muốn nằm xuống thì hãy nghiêng sang phải để nằm xuống, và khi mình muốn ngồi dậy thì mình cũng nằm nghiêng sang phải như vậy, rồi chống tay ngồi dậy nghiêng sang phải, rồi nằm xuống cũng vậy luôn, mình ngồi xuống mình chống tay nghiêng sang phải, nằm nghiêng như vậy, rồi chậm rãi nằm ngửa ra, phòng tránh đột quỵ khi mình ngủ thức dậy, hoặc là giảm lưng đau khi mình bật lên bật xuống đó, lưng mình nó đau thì mình vào cái tư thế nằm xuống ngồi dậy này nó hỗ trợ rất là nhiều, giảm đau lưng rất là nhiều, giảm khó chịu. Rồi bài tập đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành cùng tập yoga với Thí. Chúc quý vị cùng gia đình luôn dồi dào sức khỏe, an lạc, hạnh phúc. Và nếu thấy những video của Thí hay và hữu ích thì nhờ quý vị chia sẻ video này đến nhiều người hơn nữa. Thí chân thành cảm ơn. Mình đâu có tiếc chi mà nhớ mình, đâu có mong chi mà mơ. Từng giây phút phút giây đổi mới, mình riêng biết có chi đâu mà ngờ. Chỉ còn có sống vui mà thôi, quên hết đi bao cơn nghèo đói, nụ cười nhớ mãi trên bờ môi, từng bước chân tràn điểm cuộc đời. Mình đâu có tiếc chi mà say